nhằm hỗ trợ động viên khích lệ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có ý thức nỗ lực trong học tập, vươn lên trong cuộc sống. Sáng qua, Hội khuyến học huyện Xuân Lộc đã tổ chức trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh và học sinh khuyết tật trên địa bàn huyện. Trong đợt trao học bổng này, 250 em học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có hoàn cảnh khó khăn, có ý thức nỗ lực trong học tập được nhận 250 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2.700.000 đồng. Nguồn kinh phí do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sở số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai trao tặng. Với suất học bổng này sẽ giúp các em học sinh khó khăn có thêm điều kiện học tập, nỗ lực phấn đấu để trở thành những con người hữu ích cho xã hội.